Tiến Dũng. Vẫn có bàn thắng cho U23 Qatar. Mặc dù Tiến Dũng của chúng ta đã đoán được đúng hướng là các cầu thủ của chúng ta. Quang Hải. Lỗi rồi. Tại sao không thổi phạt quả đấy? Ali. Cú sút. Bóng đã chạm sang ngắt. Quá tiếc cho tình huống này. Cú đá rất tốt của Quang Hải. Đức. Hồng Duy. Và chạy cắt vào của Quang Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. Xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Chúng sang ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy, sự cơ động của Quang Hải đã đưa bóng đến vị trí của Đức Chanh. Quang Hải. Áp sát. Không có gì khó khăn với Tiến Dũng. Tiếp tục áp sát. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar. Quang Hải. Chân trái. Không thể tin nổi. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Nhưng nó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Áp sát cực nhanh. Đường chuyền của Văn Thanh. Đức Chanh. Thực sự là những phút vừa qua chúng ta đã khiến các cầu thủ Qatar. Đức. Đường chuyền chính xác cho Nguyễn Văn Hồng Duy. Đức đang khuấy đảo hàng phòng ngự của đối bạn. Đánh đâu? Tiến Dũng. Quang Hải. Không vào. Rusande. Không vào. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thuận Trường. Cú đá rất tốt. Cú đá thẳng vào giữa khung thành. Tiến Dũng. Không biết. Hà Đức Chinh. Tiến Dũng và Ali. Phan Phan Đức. Rất chính xác. Dũng. Văn Thái. Văn Thái. Văn Thái lừng lẫy. Chúng ta lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Xuất hiện ngay từ đầu và có cú đá đầu tiên của chúng ta. Cú đá phạt của Quang Hải. Dứt điểm. Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 13. Một pha tung người móc bóng của Phan Văn Đức. Và nhiệm vụ còn lại của Công Phượng. Mọi thứ đã qua đi. Hussein. Tiếp tục là một quả tạt. Tiến Dũng với Mèn Hussein. Rất tiếc. Rất tiếc. Nếu như Tiến Dũng lại không đổ người như ở trận đấu gặp U23 Hàn Quốc thì có thể anh đã cản được cú đá của Emen Hussein. Không vào. Đang chỉ có hai cầu thủ áo đỏ. Công Phượng. Một pha bóng đầy táo bạo của người đã mở tỷ số trận đấu. Bây giờ. Tạt bóng của Đình Trọng. Cối bắn tốt. Thiên Dung ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa, vì tất cả đã nói lên ý nghĩa của nó, đã được nói lên tất cả rồi.
Đá phạt của Xuân Trường. Đánh đó! Một pha băng cắt, một pha băng cắt máu mực, và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà rất nguy hiểm. Đây là một pha xử lý quen thuộc của Alamawi. Vũ Văn Thanh và Fahim. Trong trận Tiến Dũng. Tôi thấy Quang Hải rất tự tin. Đúng là như vậy. Tự tin để dùng vào Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Cú đá tiếp theo của đội bạn. Vẫn là một cú đá chính xác của Đức Trình. Và vẫn là một... Rất tiếc. Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng. Trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Ahmed Ankap, một vị trọng tài mang quốc tịch Oman, bởi chúng ta vừa mới trải qua hai trận đấu rất mất sức. Đây là Phạm Văn Đức. Cú đá bóng cuối cùng hơi dài. Có thể là sau một quãng thời gian đầu thu mình thì đội bóng của chúng ta sẽ chọn thời điểm để bung sức. Về đối phương vừa rồi của Phạm Văn Đức là rất hay. Thêm một đường chuyền dài nữa của Xuân Trường Cao Phước. Những pha bóng như chúng ta vừa thấy là lý do để huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Xuân Trường. Rất nguy hiểm. Rất may là đã không có cầu thủ Yemen nào kịp thời thực hiện một pha đệ bóng. Áp sát rất nhanh nhưng bóng vẫn trong chân của Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Không bóng. Công Phượng. Trọng Hoàng đã di chuyển. Có thể khẳng định một điều là Yemen nghiên cứu rất kỹ các vị trí mũi nhọn của đội tuyển Việt Nam. Những pha đi bóng như thế này của Công Phượng có lẽ đã bị bắt bài. Quang Hải, Công Phượng. Lại là Công Phượng bị phạm lỗi. Giống như trận chung kết U23 châu Á gặp Uzbekistan. Và có thể lại là Quang Hải đá phạt. Quang Hải! Trong trận đấu ngày hôm nay ở An Lai. Thật tuyệt vời với một Quang Hải tỏa sáng đúng lúc. Những pha di chuyển không bóng nhanh. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Hồng Duy. Tại sao lại không thực hiện một cú đá ngay? Xuân Trường. Xuân Trường. Đang có sự ứng phấn anh Khắc Cường ạ. Và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đặng Văn Lâm. Chính xác. Cũng đang di chuyển. Đường chuyền của Công Phượng rất tốt. Bùi Tiến Dũng đã kịp thời can thiệp. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Công Phượng. Không vào. Một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm bậc nhất của ông Kosian vừa thực hiện một pha dứt điểm. Đó là Ansorari. Hiến Linh. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức đã gỡ. Penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Một chiếc thẻ vàng cũng được rút ra ngay lập tức. Quang Quế Ngọc Hải thậm chí đã bị bầm mắt. Lấy hết sự tập trung. Quang Hải. Và hai không cho đội tuyển Việt Nam rồi. Một trận đấu không hề dễ dàng. Một thời khắc có rất nhiều sự căng thẳng, nhưng Quế Ngọc Hải hàng miễn phí VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam. Văn Lâm không bầu. Quá nguy hiểm với cú chơi bóng vừa rồi của Ansarori. Khó khăn một lần nữa qua đi. Cú đánh đầu là của Almatari. Lại là Almatari.
Và lần này thì Hùng Dũng đã có mặt đúng lúc. Rồi lại là một cú đưa bóng bay lên trời khác. Và lúc này thì trọng tài chính người Oman, ông Ahmed Al Kaab đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen 2-0 với những bàn thắng là siêu phẩm của Quang Hải, là quả đá penalty lạnh lùng và chính xác của Quế Ngọc Hải. Bởi vì thẳng thắn mà nói, Thái Lan đồng đều hơn so với đường truyền của Văn Hậu. Tiến Sinh, cú dứt điểm rất nguy hiểm. Và dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu, đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. Hà Đức Chinh hạ bóng vào ngực khá hay, nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Hà Đức Chinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh, chuyền bóng Hà Đức Chinh, dứt điểm. Tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường truyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Chúng ta vẫn chờ đợi những trung phong của bóng đá đội thực hiện những cú dứt điểm như vậy. Rất tốt. Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh chuyền bóng, không kịp vị, sút bóng chân trái. Rất tiếc là Hoàng Đức không dứt điểm. Hoàng Đức thuận chân trái và có thể bung ngay một cú đá. Vẫn là Quang Hải đột phá, chuyền ngược lên, chân trái. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Những pha bóng có thể nói là gợi nhớ lại hình ảnh rất đẹp trên sân Mỹ Đình ở chung kết của AFF Cup năm 2018, giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa. Chơi sân vị trí thuận lợi từ tuyến hai, nhưng Thái Quy vẫn thực hiện đường truyền vào trong, dứt điểm 63 và đã là 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Bàn thắng thứ hai của Thành Trung ở vòng loại lần này. Tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải. Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Pha chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thành Thịnh trả ngược, đập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng điều chúng ta mong chờ đã đến. Có lẽ đây sẽ là kỷ lục về một trận thắng Thái Lan, vượt cả kỷ lục 3-0 cách đây 21 năm tại sân đấy. Pha đặt lòng hết sức cơ bản của Trần Thanh Sơn, cầu thủ đang chơi cho Hoàng Gia Lai. Trọng Hoàng rất quyết liệt. Đó là một sự quyết liệt cần thiết và đầy khôn ngoan của Trọng Hoàng. Quả ném biên cho chúng ta. Cú đánh đầu không chính xác. Đó là một dạng. Sau đó là đường truyền chính xác cho Phạm Văn Đức. Quang Hải đang di chuyển phía trong. Phạm Văn Đức. Tấn công! Bao không! Người lần đầu tiên được huấn luyện viên Park sử dụng ngay từ đầu. Một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo lại cho thấy cái lý của mình, những quyết định. Và đúng như Khương bình luận trước trận nói, nếu như chúng ta làm điều đó thì sức ép sẽ được đẩy ngược lại. Dứt điểm, cú đá. Chúng ta đã lên tiếng. Khoảnh khắc bùng nổ của hai cầu thủ tiền vệ trung tâm của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay
niềm vui của ông Park Hang-seo, niềm vui của số ít các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta đang là những nhân vật chính. Hình như đó là một cú sút bằng chân trái của Đức Huy. Đây là một pha bóng mà Quế Ngọc Hải tạo cơ hội cho đồng đội. Đức Chính! Tiếc quá. Chỉ cần thêm một cái duyên ghi bàn của Đức Chính. Đức Chính đã ôm đầu nuối tiếc nhưng một thoáng mất tập trung đã khiến chúng ta phải nhận bàn thua. Đó là cú đánh đầu của trung vệ Sarun. Quang Hải hướng đến Đức Chính. Hoan hô Đoàn Văn Hậu, pha lấy bóng rất hay trước khi bóng. Tuyệt vời pha xử lý của Trọng Hoàng. Cú dứt tốt đưa bóng đến đúng vị trí của Quang Hải. Và đây là Tiến Linh. Không vào. Sức trẻ là điều mà Tiến Linh có và là điều mà ông Park Hang-seo tin tưởng. Rồi. Các bạn đã có bàn thắng. Đó là cú đá tốt của Savagui Rasis. Quang Hải chọc khe rất hay, cơ hội đây rồi. Phan Văn Đức, Phan Văn Đức Quang Hải vẫn là Quang Hải, không vào. Tốc độ của Công Phượng, một pha solo chậm, vẫn đang là Công Phượng. Không được. Mặt Lâm đi. Hùng Dũng là người vừa thực hiện đường trọng biên. Anh đã lại vào. Dường như anh Đức đã được cho nghỉ ở trận chung kết lượt đi để có được năng lượng tốt nhất trong trận chung kết lượt về. Và vừa rồi là một siêu phẩm, là một siêu phẩm để chúng ta có thể thấy chiếc cúp gần hơn. Nhưng ông Park Hang-seo vẫn muốn các cầu thủ của mình phải tập trung, bình tĩnh trở lại. Trọng Hoàng, Công Phượng. Phía trong là Phan Văn Đức. Và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống mà Yoshida đã không thể ngăn cản được Công Phượng và chấp nhận phải đối mặt với một tình huống đá phạt góc rất hợp lý. Quang Hải chính xác. Trọng Hoàng, phía trong là Hùng Dũng. Trọng Hoàng tạo ra một hình ảnh khác ngày hôm nay. Pha chạm bóng của Tiến Dũng. Công Phượng, Công Phượng bứt tốc. Vẫn là Công Phượng, vẫn là Công Phượng, Công Phượng đá. Vẫn là một pha xử lý quen thuộc của Công Phượng. Và trong một trận đấu như thế này thì những pha lên bóng nhanh, sự quyết tâm cũng như khả năng xử lý cá nhân tốt của Công Phượng là rất cần thiết. Dù không tạo ra một cú dứt điểm. Quang Hải không hề có lỗi biệt vị. Nhưng thật tiếc là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Tuyệt vời, đó là Duy Mạnh. Pha cản phá xuất sắc của trung vệ Mao số 2. Đó lại là một tình huống triển khai nhanh và liên tục là những đường bóng trong khe của các cầu thủ Nhật Bản. Tình huống đá phạt góc. Vậy là đối thủ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tình huống ghi bàn của trung vệ Maya Yoshida. Đó đều là những người có chiều cao. Bóng lên trọng tay, đó là sáng tình của ông Hassan. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà và sự chính xác của các trọng tài. Rồi phản công, Công Phượng. Cú lắc hình tuyệt vời của Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng vượt qua được hai cầu thủ áo xanh. Công Phượng
Yoshida, cầu vua! Thật tuyệt vời, pha phá đi bóng của số 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Tưởng như đã là một bàn thắng quá là mát dành cho Công Vương trong một màn solo ngẫu hứng mà Công Vương nhảy múa với trái bóng và biến tất cả các cầu thủ Nhật Bản dường như là khá là bất. Một pha phối hợp đa dạng nhưng các cầu thủ của chúng ta, đặc biệt là Hùng Dũng, đã có mặt kịp thời để phá bóng giải nguy. Dũng trong biên rất hay, trong bóng phá bóng cầu vào. Một tình huống phối hợp tấn công tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam vừa được tạo ra, rất bình tĩnh trong một pha bóng mà có rất nhiều các cầu thủ áo xanh ở phía trước khung thành của thủ môn Suchi Goda, cũng đã nhận bóng ở những phút vừa qua của trận đấu. Đàm Văn Lâm cũng là những chiến binh thực sự. Phạm Văn Đức gây áp lực và phía sau đang là một cầu thủ chúng ta. Phạm Văn Đức cầu vào, đó là cú đá của Quang Hải. Áp lực mà chúng ta tạo ra đã làm cho hàng phòng ngự của đội bạn trao đảo. Phạm Văn Đức khá nhanh với sư đoàn không vào, lại là Đặng Văn Lâm, thật tuyệt vời. Một tình huống mà chúng ta hãy nhìn khuôn mặt của người dứt điểm, Đặng Văn Lâm, con trai của một nghệ sĩ múa ba lê và một diễn viên kịch đang trở thành một người nghệ sĩ thực sự trong thành đội tuyển Việt Nam. Không penalty, đó là Rui Studon. Cả một chiếc thẻ vàng dành cho Bùi Tiến Dũng. Rất tiếc Đặng Văn Lâm đã đoán được đúng ý đồ sút bóng của số 21 đội tuyển Nhật Bản rồi. Vẫn là một phán đoán chính xác của Đặng Văn Lâm, vẫn là những sự động viên lẫn nhau của một tình huống bóng nguy hiểm của các thủ áo xanh. Tốt, một tình huống cản phá xuất sắc tiếp theo của Đặng Văn Lâm. Công Phượng đó, Hùng Dũng bóng đá với Hồng Duy, không vào. Thật đáng tiếc với pha bóng vừa rồi. Những quả sút xa bắt đầu được sử dụng nhiều hơn. Vẫn là Văn Toàn, Công Phượng, Công Phượng vẫn đang là Công Phượng rất cố gắng. Công Phượng quay sẽ là người đá ở tuyến giữa. Công Phượng, một ngày tuyệt vời của Đặng Văn Lâm, và thực sự là chúng ta đang cảm thấy sự hạn chế về mặt ngôn từ để ca ngợi thủ môn áo số 23. Quang Hải đường chuyền, cơ hội là đá chân và Văn Hậu, Văn Toàn một chút nữa thôi Văn Toàn đã có thể làm nên chuyện. Một đường bóng loại bỏ hoàn toàn tất cả các cầu thủ Nhật Bản và người Công Phượng. Thêm một cơ hội nữa đã đến với đội tuyển Việt Nam. Khoảng trống là đưa bóng lên, không còn kịp nữa rồi. Những kết quả cuối cùng thì Jordani vẫn thắng với tỷ số 1-0. Pha xử lý của Đoàn Văn Hậu, pha bóng hay của Phạm Văn Đức, Công Phượng, vẫn là Công Phượng, Quang Hải, Phạm Văn Đức. Tiếc là Phạm Văn Đức lại không kiểm soát được đường trường của đồng. Giữa các tuyến đang được thể hiện khá ổn định nhưng có nguy hiểm. Hoàn hồ Đặng Văn Lâm. Pha xử lý quá hay của Musa. Nguy hiểm, Asadi không vào. Nhưng đây là Quang Hải. Phạm Văn Đức. Không được. Johnny tạo ra. Lại là Tamari. Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm. Là Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống mà cầu thủ của Jordani đã phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Áp sát. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc.
Cú đá là rất căng rồi, nhưng Sa Phi đã chơi tập trung. Jordani đã mở tỷ số. Lần này vẫn là quả đá của Baharaman. Đó là cú đá của Quang Hải. Bóng rổ, bóng rổ, cầu vào! Rất tiếc, đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng. Ở trong những phút cuối hiệp 1, Trọng Hoa! Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng. Và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng! Coi! Đó là Công Phượng! Đó là Công Phượng! Và một lần nữa thì Công Phượng lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới cái đội bóng của Tây Á. Đúng là cái duyên Tây Á, và Công Phượng vừa rồi đã thực sự cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời! Một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng. Vừa cho các cầu thủ Jordani. Đánh đầu! Bùi Tiến Dũng vừa ăn thân bắn lên. Thật là những phút giây tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam. Rất cố gắng. Không tuyệt vị. Có thể tự hào về màn trình diễn của thầy trò Park Hang Seo cho đến lúc này. Mong là các anh sẽ vẫn tiếp tục. Bóng vào lưới! Cú vào! Lại một lần nữa thì bóng đều rất gần với mảnh lưới của Jordani. Cú sút! Cú sút của Quang Hải! Một pha là công nữa. Cố gắng của Trọng Hoàng. Tuyệt vời. Có thể dứt điểm. Công Phượng, cú đá sấm sét của Hùng Dũng. Quả thật đến pha phá bóng của Quế Ngọc Hải. Kịp thời, rất hay. Quyết định đá thẳng và Đặng Văn Lâm đã đâm bóng chính xác. Quế Ngọc Hải. Cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và Baha, cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Hùng Dũng vào rồi. Cú đá của Baha. Xuân Trường. Tuyệt vời. Mặt với Đặng Văn Lâm. Văn Lâm lại kết thúc. Rất tiếc. Tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Đã là người thiện quả đá quyết định. Vào!